Thông báo nhanh số 144 của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 13 tháng 9. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 9 đến 18 giờ ngày 13 tháng 9, ghi nhận 26 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 3 ca, trong đó 2 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 1 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại phường 10. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 2 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Phước Nguyên. Quyền nông Điện ghi nhận 14 ca, trong đó 2 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, trong đó 1 ca tại trường tiểu học Nguyễn Vĩnh Khiêm, 1 ca tại trường trung học phổ thông Minh Đạm, 12 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Lâm Hải. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 7 ca, trong đó 6 ca ghi nhận tại khu cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng ở phường Phú Mỹ, đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.822 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 72 ca, cộng dồn 3.452 ca tính từ ngày 28 tháng 6. Tỷ lệ khỏi bệnh là 82,17%. Số người đang cách ly tập trung 982 trường hợp tăng mới vào 154, giảm hoàn thành cách ly 171. Ban chỉ đạo đánh giá chung sự nỗ lực của chính quyền các cấp, sự cố gắng không quản ngày đêm của lực lượng tuyến đầu, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chia sẻ chấp hành nghiêm các quy định của các doanh nghiệp trong phòng chống dịch, triển khai phương án 3 tại chỗ, hai địa điểm một cung đường, sự đồng thuận ủng hộ trong áp dụng 5K, giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của đại đa số người dân. Tuy nhiên, vẫn còn ghi nhận số ca bệnh mắc mới trong cộng đồng, số ca bệnh trong khu cách ly, khu vực phong tỏa bàn chỉ đạo đề nghị chính quyền các cấp các ngành lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực chủ động quy động mọi nguồn lực vào cuộc tham gia phòng chống dịch covid-19 tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác tiếp tục thực hiện chặt ngoài chặt trong để giảm số ca mắc trong cộng đồng hướng đến trong thời gian ngắn nhất không còn ca mắc trong cộng đồng với tinh thần vì sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết tăng cường các giải pháp bảo vệ giữ vững dùng xanh dùng an toàn kiểm soát thu hẹp triệt tiêu dùng đỏ sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ bám sát nắm chắc địa bàn và công tác phòng chống dịch tại địa phương dự báo tình hình đánh giá phân loại mức độ nguy cơ đến từng khu phố thùng ấp địa bàn dân cư xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong công tác phòng chống dịch ra soát cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để tập trung cho phòng chống dịch mua trang thiết bị, tiếp tục thực hiện nhanh bồi dưỡng cho lực lượng chống dịch tuyến đầu. Đề nghị toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm quy định 5K, nâng cao ý thức tự quản tại cộng đồng dân cư, tự bảo vệ mình chính là bảo vệ người thân trong gia đình mình, xóm làng, khu phố mình kịp thời khai báo tố giác người lạ người từ nơi khác đến với cơ quan nhà nước các địa phương tiếp tục thực hiện mô hình đi chợ giúp dân mua lương thực thực phẩm cần quan tâm hơn đến việc bảo đảm hàng hóa lương thực thực phẩm kịp thời cung cấp cho nhân dân đặc biệt quan tâm đến trẻ em người già và các đối tượng yếu thế trong xã hội Ban chỉ đạo tỉnh triển khai đồng bộ thống nhất phần mềm quản lý di biến động của người ra vào dùng dịch và nhập thông tin công dân thuộc diện hưởng chính sách theo nghị quyết số 68 trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, Công an tỉnh chủ trì triển khai thực hiện việc kiểm soát người ra vào dùng dịch trên trang web kiểm dịch dân cư quốc gia cov vn tại các chốt kiểm dịch khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Vì vậy ban chỉ đạo đề nghị người dân chủ động kê khai thông tin di biến động của công dân và kê khai y tế tại trang web sức khỏe dân cư quốc gia gov vn tuân thủ việc kiểm soát người ra vào dùng dịch tại địa chỉ kiểm dịch dân cư quốc gia gov vn đồng thời thực hiện việc kê khai trước khi qua các chốt kiểm soát để thuận tiện tránh ủng tắc giao thông các sở ban ngành địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy phong trào toàn dân, toàn diện phòng chống dịch COVID-19. Tuyên truyền để người dân bình tĩnh, không chủ quan lơ là chống dịch, nhưng cũng không hoang mang, lo sợ thái quá, không ra đường, đề phòng, tránh lây nhiễm bệnh. Cập nhật các thông báo khẩn tình hình dịch bệnh trên các kênh thông tin chính thống. Khi người dân có nhu cầu cần được tư vấn về sức khỏe, tri ân, chia sẻ, hỗ trợ kiến nghị, liên quan đến dịch bệnh COVID-19, cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin vui lòng liên hệ số điện thoại đường dây nóng 088 8800 247.